đua gà bất động sản lại rầm rộ, nhận diện chiêu trò. Trên các trang mạng mua bán nhà đất, người có nhu cầu không khó để tìm thấy những lời chào hết sức hấp dẫn như cần tiền bán gấp, đi định cư bán nhanh, ngợp ngân hàng bán lỗ. Chỉ cần người nào không tỉnh táo, ít hiểu biết hoặc ham rẻ sẽ rất dễ trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo hoặc những doanh nghiệp địa ốc làm ăn gian dối. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Báo Người Lao Động thông tin, không may mắn như chúng tôi biết trước chiêu trò của các đối tượng lừa gà đi mua đất ở tỉnh. Bà H, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Người Lao Động cho biết đầu tháng 5 năm 2023, bà được hai nhân viên môi giới của công ty Đại Điền Khang, tên Quân và Như Phương, dẫn dụ đi coi đất dự án ở thị xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nhưng khi đến nơi, bà không biết đó là đâu, nhưng công ty tổ chức cho bà bốc thăm trúng thưởng một xe Honda SH. Họ gả tôi nộp 200 triệu đồng để được chiết khấu 300 triệu đồng khi mua đất. Công ty còn giới thiệu một người phụ nữ tên Kim Thanh sẽ mua lại lô đất của tôi với điều kiện đất phải có sổ đỏ. Vì tin rằng mua đất có sổ sẽ lãi ngay nên khi cô Quỳnh Như giới thiệu là giám đốc sàn, nói nếu tôi mua lô đất ở An Viễn giá 2,59 tỷ đồng, bà Kim Thanh sẽ mua lại với giá 2,8 tỷ đồng nên tôi đồng ý mua. Nhưng lập tức bà Kim Thanh viết giấy đặt cọc 200 triệu đồng để mua lại lô đất của tôi và cam kết trong vòng 45 ngày sau khi tôi giao sổ đỏ sẽ giao tiền 2,8 tỷ đồng, bà H kể lại. Khi bà H nói không đủ tiền, bà Quỳnh Như giới thiệu bà đến vay tiền tại ngân hàng quốc tế VIB trên đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do lương hưu thấp, không đủ điều kiện để vay 2,5 tỷ đồng, bà H phải nhờ con trai đưa căn nhà ở quận Bình Thạnh làm tài sản thế chấp. Lúc đó tôi nghĩ vay được sẽ bán cho cô Kim Thanh để lãi 300 triệu đồng. Thế nhưng sau khi ngân hàng giải ngân, tiền vào tài khoản của giám đốc công ty Đại Điền Khang tên là Lương Quốc An, thì 2 tháng sau, phía công ty báo là bà Kim Thanh đã bỏ cọc, rồi lời hứa khi đóng hết đủ tiền, công ty sẽ giới thiệu người mua ngay và tôi sẽ được chiết khấu 440 triệu đồng cũng không thể đủ. Lúc này tôi có ký hợp đồng mới biết ông Lương Quốc An chỉ là người được ông Phan Thống Nhất, chủ lô đất ủy quyền giao dịch và hưởng hoa hồng 1,1 tỷ đồng. Bà H trình bày, đang nói là lúc này bà H vẫn chưa biết lô đất bà mua nằm ở đâu. Bà tìm tới sàn giao dịch của công ty Đại Điền Khang ở số 7 Nguyễn Văn Vịnh và 12A Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, thì cả hai chi nhánh đã đóng cửa, trả mặt bằng. Sau đó bà liên tục liên lạc với những người đã từng hứa hẹn bán giùm đất cho bà nhưng đều không nghe máy hoặc không liên lạc được. Đến thời điểm này, bà H vẫn đang phải gánh số nợ 2,5 tỷ đồng. Ngôi nhà đang ở bị cầm cố ở ngân hàng. Mỗi tháng bà và gia đình phải gom góp 40 triệu đồng trả tiền vay khi lương hưu của bà chỉ hơn 5 triệu đồng. Đến chiều 5 tháng 8, bà H cho biết đến nay, tức hơn một năm sau khi mua đất, bà mới liên lạc được với Lương Quốc An. Ông này hứa sẽ giải quyết nhưng không nói cụ thể như thế nào đã cướp máy. Trong khi bà chỉ muốn bán lại số tiền mua đất trả nợ ngân hàng. Tìm hiểu thông tin, chúng tôi biết được công ty Đại Điền Khang có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Điền Khang do ông Lương Quốc An làm đại diện pháp luật và trụ sở ở số 12A Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình. Bạn bè hay người thân của bạn có từng rơi vào tình trạng trên? Tình trạng hiện tại ra sao? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Lý giải vì sao nạn lùa gà, lừa đảo trên thị trường bất động sản vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác, dù cơ quan chức năng đã xử lý rất nhiều vụ. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam lâu nay có khá nhiều vấn đề. Trong khi các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án được thực hiện rất chặt chẽ, thì việc mua bán giao dịch nhà đất lại đơn giản, chỉ cần hai bên đồng ý đã ra công chứng. Thậm chí có nhiều người mua rồi không biết đất của mình nằm ở đâu. Đây là lỗ hổng khiến các đối tượng làm ăn gian dối, lừa đảo lợi dụng. Ngoài ra, phía người mua cũng có lỗi vì đã quá dễ dãi khi bỏ ra số tiền lớn để mua bất động sản, nhưng không kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố cần thiết mà chỉ nghe theo lời của nhân viên tư vấn hay những lời có cánh của đơn vị nào đó. Ví dụ trường hợp của bà H, khi đặt bút ký hợp đồng mua bán đất, giao dịch tiền tại ngân hàng mà không biết mảnh đất mình mua ở đâu, cho tới khi cầm sổ đỏ trên tay. Bà H có đủ hành vi, nhận thức và có đủ khả năng để nhận ra hành vi nào đúng, sai. Thậm chí bà còn yêu cầu con trai đứng tên hợp đồng vay vốn ngân hàng. Nên nếu bà nói không kịp suy nghĩ khi quyết định thì rất khó tin, ông Quang phân tích. Theo ông Quang, để giảm thiểu tình trạng này, các cơ quan quản lý trước hết phải kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh bất động sản bằng khuôn khổ pháp lý rõ ràng và làm sao để người mua dễ dàng kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến bất động sản mà họ định mua. Để làm được như vậy, nhà nước phải xây dựng được hệ thống quản lý thị trường bất động sản. Việt Nam hiện nay chưa có hệ thống như vậy nên người dân rất lúng túng. Trước mắt, nếu có dịch vụ công làm hết các thủ tục liên quan đến pháp lý bất động sản để người dân an tâm khi mua bán, thì tôi tin rằng thị trường bất động sản Việt Nam sẽ lành mạnh hơn, giảm thiểu cảnh bát nháo, xô bồ trong giao dịch như hiện nay, ông Quang nói. Theo luật sư Nguyễn Phương Liên, công ty luật Senlaw,
Hiện nay tình trạng lừa đảo mua bán nhà đất rất phổ biến và thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi. Các đối tượng lừa đảo được tổ chức dưới vỏ bọc là các công ty môi giới, công ty bất động sản với hàng trăm nhân viên, tổ chức nhiều sự kiện quy mô và tự vẽ ra các dự án hoành tráng nhằm giăng bẫy người mua. Do bất động sản là tài sản giá trị lớn, do vậy khi rơi vào bẫy, nạn nhân sẽ bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Các thủ đoạn phổ biến thường thấy như quảng cáo sai sự thật, sử dụng quà tặng có giá trị lớn hoặc các chương trình chiết khấu hấp dẫn để thu hút người mua, giả dạng khách hàng hay còn gọi là chim mồi để tạo tâm lý đám đông, gây áp lực cho người mua, giăng cảnh nhiều người mua để đẩy giá lên cao, thổi phồng về lợi nhuận đầu tư, hối thúc buộc con mồi quyết định thật nhanh để không bỏ lỡ cơ hội. Luật sư Liên dẫn chứng. Cũng theo vị luật sư này, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản, bao gồm như kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định, giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Đặc biệt, Luật còn nghiêm cấm sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Những quy định này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn các chiêu trò lùa gà của các đối tượng lừa đảo. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xem qua thông tin về luật kinh doanh bất động sản, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, sau khi trải qua một thời kỳ thanh lọc của thị trường, các nhà đầu tư khách hàng đang ngày càng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường sẽ theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Do đó, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Tạp chí điện tử Người Đưa Tin thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều tín hiệu sôi động, nhất là tại phân khúc chung cư và đất nền ven đô. Bên cạnh đó, chỉ còn vài ngày nữa, luật đất đai năm 2024, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sẽ có hiệu lực. Đây là thời điểm đánh dấu thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ phát triển bền vững, lành mạnh. Kinh nghiệm thực tiễn từ những lần thị trường đón sóng, ông Võ Hồng Thắng, giám đốc đầu tư GKRA Group khuyến cáo người mua cần lưu ý khi tham gia thị trường này, cần ưu tiên những khoản đầu tư trung và dài hạn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có chiến lược bài bản mới có thể đảm bảo lợi nhuận như kỳ vọng, không nên bỏ tiền theo kiểu lướt sóng, bởi giai đoạn này đầu tư thực mới lên ngôi, người lướt sóng dễ nhận trái đắng. Với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính ngân hàng, ông Thắng cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc sao cho tỷ lệ vay tối đa chỉ ở mức 40-50%, cộng với đó số tiền trả lãi định kỳ cũng chỉ nên chiếm tối đa 50% thu nhập hàng tháng là an toàn và hợp lý. Ngoài ra, nhà đầu tư, người dân cũng cần tập trung vào những khu vực đất nền phục vụ nhu cầu thực, tập trung ở những nơi đông dân cư, đầy đủ tiện ích và tránh xa những sản phẩm mang tính chất đầu cơ. Đất nền đấu giá an toàn bởi giá và thông tin minh bạch. Đất nền dự án của chủ đầu tư uy tín đều là những sản phẩm nên được ưu tiên chọn lựa trong giỏ hàng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, đất nền sẽ vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn của thị trường bất động sản do gắn với tâm lý chuộng nhà đất của người Việt. Với người Việt, đất nền luôn được đánh giá cao về khả năng tích sản và gia tăng lãi vốn theo thời gian. Do đó, sức hút của đất nền vẫn rất lớn. Ông cho biết hiện thanh khoản của thị trường đất nền tập trung ở các dự án pháp lý đã hoàn thiện, có sổ đỏ hoặc các dự án có pháp lý hoàn thiện, hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí liền kề các khu dân cư, khu công nghiệp, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố đã và đang sở hữu những điểm sáng nhất định, được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn. Về lâu dài, phân khúc đất nền sẽ là phân khúc có sức bật tốt trên thị trường bất động sản, ông Đính nhấn mạnh. Chia sẻ về câu chuyện đầu tư lướt sóng, ông Đính cho rằng, sau khi trải qua một thời kỳ thanh lọc của thị trường, các nhà đầu tư, khách hàng đang ngày càng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn, chuyên nghiệp hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường sẽ theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Do đó, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này. Chứng kiến nhiều bài học từ những cơn sốt đất, ông Đính khuyến cáo, nhà đầu tư tuyệt đối không lao theo cơn sốt không đầu tư theo phong trào, đám đông. Theo ông Đính, bài học nhãn tiền là mỗi đợt sốt đất đi qua, thị trường bất động sản tại khu vực đó sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua giai đoạn đóng băng. Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn vay, đòn bẩy tài chính cao sẽ rất áp lực, thậm chí có khả năng thua trắng khi là người đến muộn hoặc là sau cuối của con sóng. Đồng quan điểm đó, ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất Xanh miền Bắc cho rằng, trải qua một chu kỳ của thị trường bất động sản, khi rơi vào cảnh ngậm trái đắng, nhiều nhà đầu tư đã ngộ ra. Theo đó, tình trạng đổ xô lướt sóng như trước đây gần như không còn nữa. Sự thận trọng trong giai đoạn thị trường khó khăn đã giúp các nhà đầu tư không chuyên dần trở nên chuyên nghiệp hơn,
thúc đẩy xu hướng đầu tư để tích trữ tài sản trong dài hạn. Trên thực tế, theo ông Quyết, trong 2 năm qua, không phải là các nhà đầu tư không còn tiền, các nhà đầu tư đi sau đã nhìn thấy bài học của thế hệ trước, nên khi quyết định đầu tư, họ rất thận trọng. Họ đánh giá kỹ các dự án mới quyết định mua chứ không phải dự án nào cũng mua. Nhiều dự án tại một số địa phương dù mức giá ở thời điểm này được các nhà đầu tư đánh giá là rẻ, nhưng họ vẫn chưa quyết định mua vì còn cân nhắc thêm dựa trên nghiên cứu về tiềm năng của thị trường trong tương lai, chứ không vì thấy rẻ so với trước nên mua. Dù rẻ như thế nào cũng phải cân nhắc xem sau này có bán được không, nhu cầu là ai, ông Quyết nói. CEO Đất Xanh miền Bắc cho rằng nhà đầu tư đã có sự thay đổi lớn, hướng tới chuyên nghiệp hơn khi tham gia thị trường bất động sản để không gặp rủi ro, không còn bị hiệu ứng đám đông hay hiệu ứng giá rẻ, không mua thì mất cơ hội chia phối như trước đây. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của Cà Phê Lên, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop Cà Phê Lên dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin Cà Phê Lên, bán nhà thần tốc.